mình đi chợ Phú Thị nha các bạn. Ở đây trời mưa, Phan Thiết trời mưa mấy ngày nay. Đây là đường Lê Văn Phấn nè. Chợ Phú Thủy nằm trên đường Lê Văn Phấn. Trời mưa cho nên đường này giờ này vắng, chứ còn mọi ngày thường là cuối tuần mà đường này là đông nghẹt. Đây rất nhiều quầy bán. Dọc hai bên đường có rất là nhiều quầy bán. Chợ này là rất là nhộn nhịp các bạn ơi. Hầu như là ở các nơi người ta đều về đây để mua. Bán rất là nhiều đồ. Vào đây là chúng ta tìm cái gì cũng có. Thực phẩm rất là phong phú và các gia vị chế biến nữa. Cho nên là rất nhiều người thích cái chợ này. Mặc dù là cái chợ này nó mắc, nhưng mà mắc hơn một số chợ khác đó các bạn ơi. Nhưng mà vẫn có nhiều người, rất là đông người mua. Nhiều khi khách du lịch người ta đổ xe xuống, người ta đi bộ vào, người ta tham quan. Rồi đây là chợ Phú Thủy nha các bạn. Chợ Phú Thủy buổi sáng. Chợ chỉ là buổi sáng thôi. Sáng cuối tuần nhưng mà gặp trời mưa, Phan Thiết đang áp thấp nhiệt đới cho nên chợ không có được đông lắm. Đây là chợ chính nha, chợ việc cũ là bán bên đây. Sau này chợ xây lại thì bán thêm bên đây. Chợ cá bán bên đây nha các bạn. Bên chợ bên kia thì nhiều hàng hơn, còn bên đây thì chủ yếu là hải sản. Chúng ta vào chợ đi. Tươi lắm nha mọi người. Rồi đây là ốc. Đây là mực. Ghẹ. Rất nhiều loại cá và mực. Cá 250 đi. Mà lấy nghe. Rồi tôm. Tôm mực. Cá gì nó chua ngon nha. Em mua cái đầu cá này về nấu canh chua.
nửa ký 10 ngàn. Tụi này giống như 15 là 2 lái á nha. 20 ngàn ký là 1 ký 7 hả? 34 ngàn em à, ký 7. Đây bán sắp em gửi tiền. Chợ này bán rất là nhiều cá nha các bạn, toàn là hải sản tươi sống. Cà me là 100. Sò điệp nè, mua này mua sò điệp các bạn ơi, mua về nướng hành mỡ ăn tuyệt vời luôn. Đây là cá cơm, cá ngừ, rồi cá chỉ tươi vô nè, ốc hương, cơm. Đi buổi sáng sớm thì được, con cá là có nhiều cá tươi. Khoảng từ 10 giờ chứ đi á, từ giờ sáng tới đây thì mua cá nó sẽ là giá nó sẽ là đúng giá hơn. Sáng sớm là bắt đầu 8-9 giờ cá nó mới bắt đầu về. Đây là cá bớp, đầy quá trời cá rồi. Cá ngân, cá ngân, cá nhồng, cá nhỏ này này, cá đỗng, cá đục, cá đục này là nè, cá đục này mua về nướng ăn tuyệt vời các bạn ơi. Mực, nhiều quá. Sò điệp bữa nay nhiêu ký hả? Dạ. Sò điệp bữa nay nhiêu ký hả? Cái này hả chị? Cái này bán chị 15 ngàn. 15. Còn bên đây? Bên đó hả? Bán chị 25 ngàn. Rồi rẻ hơn hả? Bên này 15 hả? 10 ngàn bán không? Tươi không? Cái này tươi không? Không tươi hỏi lấy tiền. Không tươi hỏi lấy tiền nha. Cái này... Cái em chỉ rồi. Cái này mua về là nướng hành mỡ là ăn số 1 luôn nè. Nướng hành mỡ. Chị lấy 2 ký đi. Lấy 2 ký sợi điệp. 2 ký đi chị. 2 ký. Có lấy thêm ký nữa đi. Lấy thêm ký nữa về chiều nướng. 15 ngàn ký quá rẻ luôn các bạn ơi. Và điểm này mình mua về mình nướng hành mỡ hoặc là chúng ta luộc ăn rất là ngon. Rồi mình mua 3 ký trả tiền chơi. Không có tiền. Yeah.
Rồi, quá trời xà đẹp luôn. Anh chị, anh chị. Có phải rồi. Giờ này là bắt đầu nhộn nhịp rồi đó các bạn ơi. Sò đẹp cho nên sò đẹp rất là nhiều, người ta đi chợ người ta mua về 3 kg 5 kg luộc hoặc là nướng, đi ra quán rồi món này mắc, ra quán mà gọi một dĩa sò nướng thì thôi mấy ký phụ tử thì quá mắc. Hồng, cá chép, cá lóc, cá chê, cá chạch, lương. Đây là cái cảnh chợ bên khu mới đó các bạn ơi. Chợ cũ nè. Bãi giữ xe. Quầy bán đồ tạp hóa. Nhiều hàng được bán các bạn ơi. Rồi đây là cái quầy thịt heo. Thịt heo. Ơ rõ nhiêu ký chị? 8 em. Còn cái thịt đùi này? Đùi. 75 em. Ngon à. Còn 2 miếng này. Bà rồi. Tay nhiêu ký? Tay 8. Em bỏ cái nữ luôn nha. Thôi vô đó được em mua tay. Tính em cho một gái. Làm sạch cho em nha. 5, 4, 5. Trăm tư vậy. Tại nhiêu hết? Trăm tư. Dạ. Đây là khu chợ cũ nha các bạn. Nó quay đồ khô rồi. Đông.
cô bán cổ xá. Hai đồng. Được. Các bạn đi sáng các bạn đi chợ. Các bạn đi chợ Phú Thủy thì nó thể ghé qua sáng chợ khác nha. Rất là nhiều. Bán tất cả các loại, nhiều cũng có. Bây giờ chị. Đây quầy bán đồ như nấu chè. Khoai, dừa, rất. Dừa nộm sẵn. Đây là quầy bán gì khác. Mấy chợ mà cái quầy này rất là ngon. Bún chua cua, bún bò Huế. Rất là nhiều các bạn. Bán dừa xay nè, dừa nạo sẵn các bạn. Quầy rau hôm nay một ngày hôm nay là ngày 11 và ngày 9 tháng 4 là ngày mua ba rau đó. Ngày nào tôi có ba cái thịt heo á, tôi biết bớt. Rồi, đây là cái quầy bán thịt heo. Cái quầy bán thịt nha các bạn. Trứng. Thank you.
ra ngoài đó, có hai cái điện thoại đó. Rồi mình đi một vòng sơ sơ cái chợ Phú Thủy cho các bạn biết ha. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta ghé chợ này để tham quan và mua sắm, có rất nhiều loại hải sản tươi sống, mình rau quả rất là tươi. Chợ nhỏ đó các bạn, rất là nhiều gì cũng có. Chị ơi, mút nhiêu ký hả? Mút, mút á. Mút nám, mút 17. 17 hả? Lấy cho 2 trái đi. Mút thì trễ rồi cô. Vì con cho 2 trái mút đi. Dạ, mút luôn chị ạ. Này con hai trái chị. Chị cho cái bị giùm em cho cái cô kia bỏ giùm em, bỏ mất. Em chờ nắm được cho miếng thơm. Sao chị 15.000 lại đi, chị chợ 15.000 cái phòng này. Đây đây tiền đây. Hành quế nha chị. Rồi, lấy bí ơi. Rồi, mình thay trái mút về. Mút canh xà điệp với ngót. Rồi chúc mình đi ra khỏi chợ nha các bạn. Giờ này đông rồi. Rau rất là tươi. Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi hẹn các bạn ở các video sau. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.